Vâng, Tuấn Dương cũng xin được gửi lời chào đến quý bà cô bác có mặt trong buổi tang lễ tối đêm nay, một lời chào trân trọng. Và để tiếp nối chương trình, cho phép Tuấn Dương gửi tặng quý vị một lớp trích đoạn ngắn được mang tên Kỷ niệm thời con gái. Xin mời quý vị cùng nghe. Thôi hết rồi người đã xa tôi, quên hết lời thì ngày xa xưa, quên đường xưa lối qua ngập lòng, quên thời gian bước đi bồi hồi, ai ta vì chung lối. Ôi kỷ niệm ngày mình bên còn lại niềm thương đau, đang dịu im quá xa nghẹn ngào, đang bình yên xót xa nghẹn ngào. Ôi cuộc đời tựa chim bao. Cũng tiếng hát này trong một đêm tiễn đưa ngập tràn lời thương cảm, ba đã đi còn tôi quay về thôi thôi giữa canh sương, rồi đêm nhớ đêm thương qua từng giấc mộng canh tàn. Đầu tán dở thì người đàn bà luôn chịu nổi khổ đau, nhưng đối với tôi khi yêu đã là đau khổ, ăn nợ đành tâm gian dở chia lìa. Ba đầu ta đã cố tình quên.
Dạ xin được cảm ơn quý vị rất nhiều, xin được cảm ơn những cành lộc thân thương của tất cả quý vị. Và để tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của quán quân Bông Lá Vàng năm 2020, nữ nghệ sĩ Hằng Ni.